đây đây. Hàng ẩu cực kỳ luôn. Bên nào làm thì em không biết, nhưng mà làm thì làm phải kỹ, đừng làm như vậy hư hết. Đây không phải là sale chính hãng của Samsung nha mọi người. Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ tháo cái con loa này ra sửa. Đây là con loa của khách, khách gửi này nó bị lỗi, không lên nguồn. Với lại đang nghe thì mở lớn thì nó bị bập. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo ra. Tháo ra rồi, thiếu một ốc. Đã có người tháo ra rồi nha mọi người. Mọi người tháo ra kỹ kỹ chút nhé, nếu như mà tháo bằng máy thì coi chừng vít nó đâm vào đây lủng cái màn loa. Đây hình như có ai đã tháo ra rồi. Này nó sắp đứt dây rồi nha mọi người, nó đứt, sắp đứt một bên rồi, đây nó đứt luôn rồi. Này là mình tháo ra luôn. Này trong này nó có ốc nữa. Đây đây đây, pin con này thì đã có một cái bên khác đã làm rồi, này nó gắn vô rất là sơ sài luôn. Đây đây, mình tháo luôn. Đây nha mọi người, một bên nào đã làm rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra coi như cái xe bên trong. Bột muốn thấy gì vậy? Này, người ta quấn bằng keo đen ở ngoài, nói chung là làm không có, là không có chuẩn. Này rất là dễ chập cháy á. Rồi mình có một cái bột con gì ở ngoài. Đây đây đây, ẩu cực kỳ luôn. Đây đây nha mọi người. Bên nào làm thì em không biết, nhưng mà làm thì làm phải kỹ, đừng làm như vậy hư hết, chập cháy luôn.
đây nha mọi người, hàng cực kỳ ấu luôn, hàng sale đây đây. Rồi, làm như vậy nè. Một bên là 4,05V, một bên còn lại 0,04, áp đi khá đều, để mình check thử nội trở nữa. Đây không phải là sale chính hãng của Samsung nha mọi người. Đây đây là nội trợ nó hơi lệch chút. Đây không phải là sale chính hãng của Samsung. Đây là ICR18650-26G. Thì cái nội trợ khi mà xuất xưởng của nó thì theo như mình nhớ không lầm là khoảng 50mΩ. Mà lúc mà mình đo thì chỉ có khoảng 18 thôi. Thì đây là sale nó đã được bọc lại rồi. Đây đây, đây mọi người thấy đây. Cái phần đầu dương pin thì nó làm rất là ẩu, nó bị lạc qua đây nè. Pin chuẩn Samsung nhưng mà mình tháo là cái siêu cũ, khách đã làm bên nào rồi đấy. Thì theo mọi người thấy đây. Đây so với cái sale, đây là sale nhái nhá. Nó bọc lại cái vỏ thì nó báo là Samsung 26G, dung lượng là 2600, này dòng xả hấp, dòng xả khoảng 5A. Đây đây mọi người thấy đây. Đây cái giấy dán đầu dương này, bên đây thấy nó làm rất là ẩu đây, nó làm rất là lạc. Còn đây là sale zin đây. Với lại nếu như mà mọi người để ý kỹ á, thì cái phần bọc co nhiệt này nè, nó cái màu nó không có giống như cái màu zin. Mình thấy cái màu zin thì cái màu nó đẹp hơn đây rất là nhiều. Ở đây nó bọc rất là ẩu. Đây đây, bên đây thì cái phần co nhiệt này đây, mọi người thấy nó đi sâu vào trong đây, trong cái này nó hở ra đây. Thì nhìn cái sale pin thì mọi người nói chung là khó có thể phân biệt, nhưng mà gặp lần đầu đây đây. Và khi mọi người thì cứ mai mốt mà có làm pin hay gì á thì đi lại những chỗ uy tín mà làm nhé, đừng có làm đi nha, có ngày nó nổ đấy. Đây sale nhái đây, em không biết bên nào làm nhưng mà làm rất là ẩu. Bình thường thì phải có cái máy hàng sale rồi làm đàng hoàng chứ, làm cái này chết luôn đây, cực kỳ ẩu. Ấy vô. Bây giờ mình sẽ làm pin lại con XP20 nha mọi người. Đây xe xanh vô dung lượng 3500mAh đây. Có QR đầy đủ ha. Thấy tiết nhật này. Cộng cái của nhật này. Đúng rồi. Này mắc lắm. Ồ, này có 1 triệu 1 ký rồi. Được. Đây là dây mà cái lõi bằng đồng mà bạc nha mọi người, chứ không phải dây nhôm nha. Dây này thì dẫn điện cực kỳ tốt luôn. Đây nha mọi người, pin đã có áp rồi.
Giờ mình chỉ gắn vào lo rồi. Rồi, bây giờ mình làm pin xong rồi, giờ mình sẽ lắp vào nha mọi người.